Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục quản lý và bảo vệ rừng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, cùng với công tác xử lý thực bì, chuẩn bị hiện trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, bà con nông dân cũng đã bắt đầu tiến hành trồng rừng để kịp khung thời vụ. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 6.400 ha rừng, trong đó trồng rừng phân tán là 1.900 ha. Diện tích rừng trồng lại sau khai thác do người dân tự bỏ vốn đầu tư là 4.000 ha. Trên cơ sở nhu cầu đăng ký trồng rừng của nhân dân, đến nay ngành chức năng đã tổ chức thẩm định và thiết kế được hơn 5.000 ha, đạt gần 90% kế hoạch. Hiện hạt kiểm lâm các huyện, thành phố đang tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở, vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành phát dọn, xử lý thực bì, quốc hố, tiến hành trồng rừng theo kế hoạch. Qua tổng hợp, đến nay toàn tỉnh đã trồng được khoảng trên 800 ha rừng, đạt 13% kế hoạch. Hiện nay, các ban quản lý đang tiếp tục triển khai vận động người dân thực hiện đăng ký trồng cây phân tán và rà soát diện tích trồng lại rừng sau khai thác để đôn đốc các hộ thực hiện trồng lại rừng theo đúng tiến độ. Trong 3 tháng đầu năm nay, toàn huyện Chợ Đồn đã có gần 60 giấy phép khai thác gỗ được cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tổng số khối lượng gỗ đã được khai thác ở huyện Chợ Đồn từ đầu năm đến nay là trên 2.200 mét khối, trong đó chủ yếu là gỗ rừng trồng đã đến tuổi khai thác. Còn lại là một số ít gỗ tự nhiên mọc xen rừng trồng với khoảng trên 116 mét khối. Ngoài ra, lâm sản ngoài gỗ được khai thác là gần 30 tấn. Đây là một trong những nguồn thu đã góp phần đáng kể vào tăng ngân sách của địa phương. Qua kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện khai thác của lực lượng chức năng cho thấy, các chủ rừng được cấp phép khai thác lâm sản cơ bản thực hiện đúng theo quy định, không có hiện tượng lợi dụng giấy phép để khai thác trái phép. Thưa quý vị khán giả, trong những năm qua, công tác giao khoán, khoanh nuôi, bảo vệ và tái sinh rừng đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả và nhận được sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng dân cư sống gần rừng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong việc khôi phục lại rừng và để cho rừng tự nhiên phát triển. Đến nay, tỉnh Bắc Cạn đã thẩm định giao khoán gần 70.000 ha rừng đặc dụng và rừng tự nhiên, rừng phòng hộ cho gần 500 cộng đồng thôn, bản quản lý bảo vệ. Trong đó, chu kỳ giao khoán 5 năm từ 2014 đến 2018, toàn tỉnh đã khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ được gần 20.000 ha, khoán bảo vệ rừng phòng hộ gần 37.000 ha. Từ năm 2016 đến 2018, tỉnh đã tiến hành chi trả kinh phí khoán bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên trên địa bàn trên 60 tỷ đồng. Kết quả sau 5 năm thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng đặc dụng phòng hộ được quản lý hiệu quả. Diện tích khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên đã thành rừng. Không những thế, ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Từ khi mà được giao khoán quản lý bảo vệ rừng thì có như là ý thức của bà con là được nâng lên rõ rệt. Vâng, thì đối với thôn của chúng tôi thì không có cái trường hợp nào là vi phạm về vấn đề là chặt phá rồi là khai thác rừng. Thực hiện công tác giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc và vườn quốc gia Ba Bể, người dân còn được hỗ trợ 40 triệu đồng một năm theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ để phát triển sản xuất và xây dựng các công trình công cộng. Ngoài ra, các cộng đồng dân cư còn được hỗ trợ 150.000 đồng một hecta một năm tiền bảo vệ rừng và thu hái sản phẩm phụ từ diện tích rừng mình tham gia nhận khoán. Thông qua các hoạt động nêu trên đã giúp người dân cải thiện đời sống, đồng thời góp phần tích cực hiệu quả trong công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn. Trong thời gian qua thực hiện luật lâm nghiệp thì trên địa bàn xã thì ủy ban xã chỉ đạo ba lực lượng giữa công an, quân sự và kiểm lâm phối hợp để xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm thực hiện cái công tác tuần tra bảo vệ rừng. Và đặc biệt là các thôn sau khi nhận được giao khoán trở lại thì bà con dân rất là đồng tình hưởng ứng và thường xuyên thành lập các tổ đi tuần tra hàng tuần, và cái việc phối hợp giữa xã và các tổ tuần rừng của các thôn được thực hiện rất là tốt. Đối với công tác khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ và tái sinh rừng tự nhiên, với mục tiêu bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng, các địa phương đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát về thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ theo các nội dung quy định cụ thể trong hợp đồng đã được ký kết giữa các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng thôn bản trong việc nhận khoán bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên. Cùng với đó, nhiệm vụ của các hộ nhận khoán là tích cực tham gia tuyên truyền, vận động con em, người thân trong gia đình, dòng tộc tại các thôn bản nâng cao nhận thức về lợi ích của việc nhận khoán bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên sẽ mang lại ý nghĩa quan trọng về mặt môi trường, bảo vệ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, đồng thời sẽ là nguồn thu nhập ổn định lâu dài cho cộng đồng thôn bản và hộ gia đình. Các hộ nhận khoán phải kết hợp với lực lượng kiểm lâm và cán bộ lâm nghiệp xã, chủ động tuần tra, kiểm tra, tổ chức phát quang để bảo vệ rừng tự nhiên tái sinh. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Ba Bể thì có 26 cộng đồng ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ. Thế thì qua quá trình triển khai thì cái thứ nhất là công tác quản lý bảo vệ rừng thì được thực hiện tốt mà không có tình trạng xảy ra cái vi phạm tại cái khu vực mà giao khoán. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của các cộng đồng cũng như người dân được nâng lên một cách rõ rệt. Do vậy là cái diện tích rừng tự nhiên nói chung như là cái diện tích giao khoán hiện nay thì được giữ vững ổn định, không có tình trạng vi phạm. Qua đánh giá, hầu hết những diện tích được khoán bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh cơ bản đạt mục tiêu đề ra là bảo vệ có hiệu quả rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng tăng hàng năm. Việc thực hiện giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên trong thời gian qua không chỉ đã hạn chế được nạn chặt phá rừng trái phép, góp phần duy trì ổn định diện tích rừng trên các lâm phần được giao khoán, mà còn góp phần nâng cao đời sống của hộ gia đình nhận khoán, khuyến khích họ tích cực tham gia vào công tác bảo vệ rừng. Thời gian vừa qua, việc phát triển nhiều cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân và tạo được việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, do phát triển nhanh, hàng ngày sử dụng lượng gỗ rất lớn nên dẫn tới tình trạng phải sử dụng cả những loại cây chưa đến chu kỳ khai thác. Điều này đã tiềm ẩn nguy cơ làm suy giảm chất lượng rừng một cách nghiêm trọng. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có tới trên 295 cơ sở chế biến gỗ các loại, bao gồm gỗ bóc, băm răm, sản xuất đồ gia dụng, sơ chế. Trung bình mỗi xã, phường, thị trấn có hơn 2 cơ sở. Với số cơ sở trên thì lượng gỗ tiêu thụ hàng năm cũng không hề nhỏ. Tại nhiều địa phương, trước đây gỗ rừng trồng được khai thác đúng chu kỳ là trong vòng từ 8 đến 9 năm sau khi trồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây do thiếu gỗ cho sản xuất, được trả giá cao nên gỗ rừng mới trồng được từ 4 đến 5 năm là chủ rừng khai thác bán. Việc khai thác rừng trồng từ quá sớm đang làm chất lượng rừng trên địa bàn suy giảm mạnh. Bởi theo nghiên cứu, đối với rừng trồng, từ năm thứ tư trở đi là thời kỳ cây phát triển nhanh, sinh khối lớn. Đồng thời, đây cũng là thời kỳ rừng khép tán, giữ màu, giữ nước cho đất. Vì thế, nếu khai thác quá sớm để trồng rừng mới sẽ gây xói mòn, đất bạc màu, rừng sẽ kém phát triển. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Ba Bể đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn. Qua công tác tuần tra kiểm tra, Hạt Kiểm Lâm huyện Ba Bể đã phát hiện và tiến hành xử lý hành chính 10 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, chủ yếu là tàng trữ lâm sản trái phép, tịch thu gần 60 mét khối gỗ các loại, thu nộp ngân sách gần 20 triệu đồng. Cùng với nhiệm vụ phát triển rừng để làm tốt công tác bảo vệ rừng, từ nay đến cuối năm, Hạt Kiểm Lâm huyện Ba Bể đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát tại những điểm xung yếu hay xảy ra tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn, hiện toàn tỉnh có trên 60 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã đang hoạt động, chủ yếu theo quy mô hộ gia đình. Các loài động vật hoang dã đang được người dân trong tỉnh nuôi nhốt, chủ yếu là rúi, nhím, lợn rừng, cầy, rắn hổ mang. Để quản lý các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã hướng dẫn các địa phương, các chủ cơ sở nuôi nhốt kinh doanh động vật hoang dã tuân thủ nghiêm chỉnh Nghị định số 06/2019 của Chính phủ về nuôi nhốt động vật hoang dã. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, cấp mã số cho các cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 9 cơ sở được cấp mã số này.
Thưa quý vị khán giả, trong những năm qua, các khu bảo tồn và vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã vùng lõi và vùng đệm triển khai cho các thôn bản ký cam kết bảo vệ rừng theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định này, sau khi đồng ý với các điều khoản và ký cam kết bảo vệ rừng có xác nhận của chính quyền địa phương, các thôn bản nằm trong vùng đệm, vùng lõi, các khu rừng đặc dụng sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng một năm để đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất hoặc hỗ trợ vật liệu xây dựng các công trình công cộng của cộng đồng thôn bản. Danh mục hỗ trợ được quy định tại thông tư liên tịch số 100 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau gần 5 năm triển khai, đến nay việc hỗ trợ này đã mang lại những hiệu quả thiết thực, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh nằm trong vùng đệm của Vườn Quốc gia Ba Bể nên cũng đã nhận được gói hỗ trợ 40 triệu đồng một năm theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có quyết định hỗ trợ, cùng với việc cam kết bảo vệ rừng, bà con nhân dân trong thôn đã tổ chức họp bàn và thống nhất sẽ sử dụng 40 triệu đồng để xây dựng các tuyến đường nội đồng của thôn để thuận lợi cho việc đi lại sản xuất. Đến nay, sau hơn 4 năm được hỗ trợ, cả thôn đã làm được gần 1 km đường bê tông nội đồng kiên cố. Từ khi bắt đầu là cái vốn 40 triệu của bên vườn quốc gia nó cho thì từ bắt đầu là đến 4 năm nay thì nói chung cũng làm được chừng độ gần 1.000 mét đấy, tính là phải 1.000 mét đấy. Mỗi năm là được 40 triệu là được 4 năm là toàn làm đường nội đồng để đường sản xuất cho bà con đi lại nó dễ. Rất là thuận lợi, phân bón các thứ. Đấy, rất là thuận lợi, máy cày các thứ là đi lại rất là thuận tiện. Cũng như thôn Nà Làng, thôn Lủng Cạo, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, nên cũng được đầu tư từ nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng một năm để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng. Nguồn vốn trên đã được bà con thống nhất làm nhà họp thôn và đường nội thôn. Đến nay, cả hai công trình trên đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nên người dân rất phấn khởi. Qua đó, ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ rừng của bà con cũng được nâng lên rõ rệt. Mỗi năm nên là không làm được cái nhà nên là cũng họp hành nên là cũng thấy phức tạp quá nên là năm nay nên là cũng lấy cái số tiền gói 40 triệu này làm được cái nhà họp thôn này nên là cũng bà con trong thôn nên là làm được cái nhà này nên họp hành nên là cũng thấy đỡ thấy vấn khởi rồi. Theo thống kê, từ năm 2015 đến hết năm 2019, theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Cạn đã đầu tư gần 15 tỷ đồng để hỗ trợ 99 thôn bản vùng rừng đặc dụng với gần 8.400 lượt hộ hưởng lợi. Qua đó đã cấp hơn 1.000 con lợn giống, hơn 21.000 con gà giống, hơn 1.000 kg lúa giống, 1.000 kg ngô giống, hỗ trợ vật liệu xây dựng trên 10 nhà họp thôn, gần 6 km đường bê tông nội thôn, nhiều công trình nước sạch, cầu dân sinh. Qua đánh giá, hoạt động hỗ trợ nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng, cải thiện thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Không những thế, từ việc thực hiện các quy định của quyết định này đã từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác quản lý bảo vệ rừng đặc dụng, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thì là hàng tháng là cũng đã cùng các tổ đội là trao đổi bàn bạc với nhau để thành lập đi dự kiến là hàng tháng là đi tuần rừng là 4 đến 5 lượt. Còn hầu như là các tháng thì là chỗ kiểm lâm cũng đi tuần rừng và các tổ quản lý bảo vệ rừng là cũng đã chủ động đi kiểm tra rừng. Thì hiện nay thì công tác trong 2 năm gần đây thì là công tác là cái gói quản lý bảo vệ rừng ấy thì là cũng không có hiện tượng khai thác cái mới. Về cái ý thức của người dân ấy thì từ cái năm đầu tiên được cái dự án Nghị định 24 thì bà con cũng rất hưởng ứng và về quản lý bảo vệ rừng thì từ các thôn bản bà con rất nhất trí và ủng hộ bên lực lượng kiểm lâm bảo vệ rừng và thường xuyên giám sát và bảo vệ rừng tốt hơn những năm trước. Mặc dù nguồn kinh phí còn hạn chế, nhưng việc được đầu tư vào những nhu cầu thiết yếu của cộng đồng thôn bản, do vậy không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế mà còn tạo sự đoàn kết trong dân. Kết quả bước đầu thực hiện quyết định này cũng cho thấy ý thức và cam kết của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng đặc dụng đã được nâng lên rõ rệt. Minh chứng là các vụ vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng ở cả hai khu bảo tồn và vườn quốc gia đều giảm so với năm trước. Đây là một tiền đề rất quan trọng để góp phần bảo vệ rừng tốt hơn trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chuyên mục quản lý và bảo vệ rừng số tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.